người nhện leo nhà cao tầng, ném gạch làm hỏng hàng loạt ô tô, cho rằng có người đuổi theo giết mình, người nhện 34 tuổi lên chung cư, treo qua các nhà cao tầng, ném gạch xuống dưới đường làm hỏng bốn ô tô, lực lượng chức năng khống chế mờ, đưa về trụ sở làm rõ. Ảnh DG. Trước đó, khoảng 22 giờ 39 phút ngày mùng 7 tháng 12, người dân thông báo tới công an thành phố Hà Nội về việc xuất hiện nam thanh niên đứng trên tầng cao chung cư ở số 15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, láng hạ Đóng đa, ném gạch, ngói xuống. Chưa dừng lại đó, người này leo trèo qua các khu nhà xung quanh làm mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người dân. Nhận được tin báo, cảnh sát phản ứng nhanh quận đống đa cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ 114 có mặt tại hiện trường và tiếp cận. Khống chế bắt giữ đối tượng đưa về công an phường Láng Hạ. Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Lò Văn Mờ. Sinh năm 1987, trú tại Mùng Chung, Tuần Giáo, Điện Biên. M khai nhận do nghi ngờ có người đang muốn đuổi giết mình nên có hành động như vậy. M cũng thừa nhận sử dụng ma túy từ năm 2013 9 2021 và hiện không còn sử dụng nữa. Tiến hành xét nghiệm ma túy của Lò Văn mờ cho kết quả âm tính. Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường xác định Lò Văn mờ đã dùng gạch ngói ném gây hư hỏng một bình chứa nước trên nóc nhà và bốn chiếc xe ô tô. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ mờ điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.